Vâng, chào mừng quý vị trở lại kênh YouTube của Đỗ Tùng 8 nhá. Và hôm nay là ngày mùng 2 của năm 2020 đây. Và thì tôi rất là hạnh được đón anh Hiếu ở Thanh Ba về để ký duyệt bộ thập thờ và Vũ Mỹ Ca đây, còn trên 20. Còn được cái chạm là mẫu mai đẻo. Vâng. Còn chiếc thập thờ này xin thưa quý vị là trên 20 nhá. Vâng. Có kích thước chiều dài là 1m97, rộng 1m07 và cao 1m17. Và được chúng tôi làm cho những các số phong thủy rất là đẹp. Đây, còn hôm nay anh Hiếu ở Thanh Ba đây để tại cơ sở Vũ Tùng 8 thôi để ký duyệt cái thập thờ này nhá, rất chi là đẹp. Và quý vị nhìn nhá, còn ở giữa là còn một chữ thọ nữa chúng tôi chưa gắn vào quý vị, còn là thiếu một chữ thọ. Vâng, trung tâm cái dạ này là vẫn cái đục ngũ con rơi làm chữ thọ. Và trên hình ảnh quý vị đây là anh Hiếu đấy, chủ nhân của chiếc thập thờ này đây. Và anh ở Thanh Ba. Và Thanh Ba và cùng với anh nữa là đó là một anh bạn của anh nữa. Và thì rất hân hạnh đón anh Hiếu và cũng chân thành cảm ơn anh đã tin tưởng cơ sở đồ gỗ Tùng 8 tôi và đã sắm đồ. Và vì những dịp năm mới chúc anh và toàn thể gia đình mạnh khỏe nhá, một năm mới an khang thịnh vượng và làm ăn phát đạt, mọi sự như ý và sẽ thành công trong lĩnh vực công danh và cũng như sự nghiệp. Và cuối cùng tôi xin cảm ơn anh và toàn thể gia đình và xin chào mọi người nhá. Hello.